từ Shiguro. Có đúng là mục tiêu của chúng ta đang ở đây không vậy? Chính xác rồi đấy. Theo như thông báo của trường chuyên chú thuật thì một chú linh đang hoạt động ở địa bàn này. Vậy sao chạy mấy vòng quanh đây rồi mà không thấy ai nhỉ? Mà tớ đói quá, chúng ta tìm gì đó ăn đi. Itadori, nên nhờ chúng ta là những chú thuật sư đang làm nhiệm vụ. Sau khi tiêu diệt được chú linh ở đây, cậu thích đi đâu thì đi. Ok, cậu nói đấy nhá. Mà kỳ lạ thật đấy, đi mấy vòng quanh đây rồi mà không thấy con chú linh nào cả. Hay là nó biết mình đến xong nó trốn đi rồi? Itadori, chính là nó, chú linh sử dụng katana. Nhìn dáng vẻ của nó thì rõ ràng là chú linh đặc cấp. Giờ phải làm sao? Chúng ta sẽ chia làm hai và tấn công hắn ở thế gọng kim. Đến lên nào, Fushiguro. Cuối cùng thì chú thuật sư chúng mày cũng đến nộp mạng. Vĩnh biệt. Thân chủ khá lắm. Tên kia, ngươi là loại chú linh gì? Con người luôn có một nỗi sợ với những vật sắc nhọn, dao, kiếm, phóng lợn, kim tiêm. Đó chính là lý do ta được sinh ra. Ta chính là quỷ kiếm. Fushiguro, đây là đặc cấp đấy, có đánh không? Không có cách nào khác, chúng ta phải câu giờ đến khi tiếp viện tới thôi. Được, vậy tớ sẽ đánh cận chiến, còn cậu kiểm soát hắn từ xa. Được, tiến lên nào, Itadori. Thập trùng ảnh pháp thuật, ra đi nào, Ngọc Quyền, tiến lên. Ôi, dăm ba trò mèo, trình độ chúng mày chỉ đến thế này thôi sao? Thật đáng thất vọng. Giờ mới là lúc tấn công thật sự này. Tiến lên đi Itadori, hãy xem hắc thiểm của ta đây. Khá lắm, phải thế chứ. Ơ, từ, khoan đã. Gì đấy? Mày đùa tao đấy à? Tao mới vừa bảo là hắc thiểm á? Thì hắc thiểm đấy có gì nữa? Mày nhìn lại tay mày đi. Sao tay đen xỉ thế này? Mày bị ảo à? Nhầm chuyện thôi. Đây là haki vũ trang của con bít rồi à? Ờ thì hai chiêu nó cũng đen đen giống nhau. Thôi thì cứ gọi là một đi. Không, không được, mày đừng có mà chuyện nào sau bên kia. Cái gì ra ở đây? Đừng có đánh chống lại, hãy xem sấm sét của ta đây. Khá lắm, có phải mày triệu hồi được con chim nuôi để phóng dây điện đúng không? Thì đúng là chiêu thức sấm sét đấy có gì. Tên chiêu là Chidori, là thiên điểu, là âm thanh của cả ngàn con chim. Đúng là chim sét người muốn thì có gì nữa. Không phải, đây là chiêu thức trong Naruto. Tức thức của mày là gọi là thức thần cơ mà. Thế à? Thế là nhầm chuyện à? Ui giời, tao xin chúng mày đây. Đánh nhau đánh cho đồng hoàng vào, đánh đúng chuyện, đúng chiêu đi. Tao lôi chuyện khác vào đánh nhau như nào? Tớ mất thời gian quá, đói lắm rồi. Fushiguro, kết liễu tên chú linh này rồi về đi ăn nào. Ok, tiến lên nào. Hắc thiểm. Ah!
kết thúc chưa nhỉ? Không biết nữa. Nhưng chiêu thức này đòi hạ gục và đặc cấp như ta sao? Đừng có mơ, chịu chết đi, lũ chú thuật sư. Hỏng rồi. Giờ chỉ còn cách bỏ hắn ra thôi. Cái gì? Itadori, cậu định chuyển cơ thể cho Sukuna sao? Không còn cách nào khác. Chúng ta không phải đối thủ của tên đẳng cấp này. Để Sukuna nắm quyền kiểm soát, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Fushiguro, cậu hãy mau tìm một nơi an toàn để trốn đi đi. Chạy đi. Ngốc đi. Cho ta mượn sức mạnh của ngươi đi, Kurama. Ôi, dừng lại. Mày lại đùa tao à? Mày không phải Naruto đâu mà còn cử vi à? Trong người mày là Sukuna. Sukuna cơ mà. À ừ nhờ, lại nhầm chuyện. Thông cảm nhá, mô típ mấy cái chuyện này toàn giống nhau. Ra đi nào, Sukuna. Thằng dây con này. Phiền thế nhỉ? Suốt ngày phải làm công cụ tọt rác cho cái lũ nhóc này. Ngươi, ngươi có đúng là Sukuna không? À, có muốn thử không? Ngươi. Chiêu rồi, là chiêu mạnh nhất của ta. Báo lại chặn một tay thì sao? Thì ra, đây chính là sức mạnh của Sukuna. Chém thế cũng đòi chém à? Chém ta là mẫu này, một lần duy nhất thôi nhá. Bành trường lãnh địa. Phục ma ngự chủ tử. Thằng nhóc, sao rồi đấy? Muốn đổi đổi nhanh lên. Ủa alo? Dậy đồng cháu ơi. Itadori, sao giờ này mà cậu ta vẫn chưa quay trở lại? Thằng nhóc đấy sẽ không quay trở lại đâu. Sukuna, từ giờ cơ thể này là của ta. Sukuna, mau trả lại cơ thể cho Itadori. Chơi đùa với các ngươi như thế là đủ rồi. Ta sẽ lấy trái tim thằng nhóc này và kết liễu nó trước, để các ngươi không dám dỗn mặt với ta nữa. Không được, giữ lại đi. Nói lời từ biệt nhau đi. Không. Đấy. Lại là ngươi à, Gojo Satoru. Thầy Gojo, lần này ta sẽ bắt ngươi đền tội vì dám làm hại nhục ta. Thầy Gojo, đừng để hắn làm hại Itadori. Yên tâm đi, không có chuyện đó xảy ra đâu. Tại sao? Bởi vì yêu ấy mà. Gojo! Tại sao ta không thể chặn được ngươi? Bằng cách giữa ta và ngươi là sự vô hạn, nên con đánh chúng ta làm đâu? Giờ thì hả? Phản truyền thuật thức hack. Mau hoàn trả cơ thể cho Itadori đi. Ta không tin. Sẽ đây.
Bành trướng lãnh địa. Bành trướng lãnh địa. Vô lượng không xứ. Đây chính là lãnh địa của hắn, vô lượng không xứ. Ta nhìn thấy tất cả, cảm nhận được vạn vật, thông tin vô tận không điểm dừng. Thế nên ta chẳng làm được gì cả. Ta thua rồi. Đây là nội tâm của ta mà. Đúng vậy. Ta đã gọi người về đây đấy. Đã đến lúc trả lại cơ thể cho ta, Sukuna. Thầy giáo của người mạnh đấy. Xem như các người may mắn lần này. Nhưng mà đợi đến khi ta lấy lại được tất cả sức mạnh, ta sẽ tìm và tiêu diệt tất cả người. Được. Vậy thì hẹn gặp lại lần sau. Cuối cùng cậu ta cũng chịu tỉnh dậy. Itadori, lần sau đừng có mà liều mạng như vậy nữa. Tên Sukuna là mạnh quá. Tớ không ngờ mình lại mất kiểm soát đến mức như vậy. Megumi, đừng trách em ấy. Yuji đã làm hết sức để cầu cứu em đấy. Thôi, hai đứa đứng dậy đi. Thầy sẽ khao hai đứa bữa ramen ra cho. Yeah, hay lắm. Công việc này mệt thật đấy. Chúng ta luôn luôn phải đánh đổi tính mạng để trừ tà và bảo vệ mọi người. Bởi vì đơn giản chúng ta là chú thuật sư. Hey Slow các anh em, đừng quên là cùng like, share và subscribe cho Pink Slay nhé các anh em nhá. Let's go.